Thưa quý vị, thế giới đang ngày càng phát triển, mở ra nhiều cuộc cách mạng công nghệ trên toàn nhân loại. Công nghệ 4.0 trao quyền cho các chủ doanh nghiệp kiểm soát và hiểu rõ hơn mọi khía cạnh của họ và cho phép họ tận dụng dữ liệu tức thời để tăng năng suất, cải thiện quy trình và thúc đẩy tăng trưởng. Chúng ta đã tiếp thu rất tốt những cuộc cách mạng công nghệ này, thêm khẳng định các thương hiệu Việt do người Việt làm chủ, do người Việt sáng tạo. Cách mạng công nghiệp thế giới đã tạo cơ hội phát triển cho rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, Việt Nam có thể đi thẳng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, từ đó rút ngắn thời gian phát triển. Tuy đứng trước nhiều thách thức, nhưng những doanh nghiệp Việt Nam luôn cố gắng tự làm chủ, sản xuất và sáng tạo ra nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại. Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều thương hiệu lớn, trong đó không thể không kể đến thương hiệu Gensai, phụ kiện điện thoại được nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn. Các ông lớn như Cellphone, Nguyễn Kim đều phân phối Gensai và độ phủ sóng mở rộng trên toàn quốc. Không chỉ dừng ở lại đó, thời gian tới đây, Gensai sẽ cho ra mắt một thương hiệu mới do chính người Việt tạo ra, có tên là Tesla. Công ty Tesla Việt Nam có nhà máy diện tích quy mô 1.000 m2, máy móc hiện đại, có đội ngũ nhân viên kỹ thuật cũng như nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Các sản phẩm của công ty Tesla Việt Nam có mặt trên toàn quốc, trong đó có những cái chuỗi lớn uy tín trên thị trường, đại diện như là Nguyễn Kim, H5 Mobile, Di động Việt, Cellphone S, Vietphone. Định hướng trong tương lai của công ty Tesla là đầu tư vào công nghệ cao, cho ra những mẫu mã mới, sản phẩm mới, mang đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao. Có thể nói, đây là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực đồ công nghệ. Nếu như trước đây, các sản phẩm như phụ kiện thường sẽ được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, thì giờ đây, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ viễn thông Tesla Việt Nam sẽ cho ra mắt những dòng sản phẩm phụ kiện điện thoại bao gồm các loại củ pin, pin sạc dự phòng, cáp sạc lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam do người Việt sáng tạo và làm chủ. Về ưu điểm của các sản phẩm bên phụ kiện Gensai thì đây là các sản phẩm được sản xuất 100% trong nước. Thì với việc sản xuất trong nước này thì sẽ giúp cho công ty chúng tôi đảm bảo được chất lượng đầu ra và nguồn cung cho quý đại lý không bị thiếu hàng. Với nguồn nhiên liệu chất lượng và đội ngũ nhân viên kỹ thuật cùng với dàn máy móc hiện đại thì bên công ty chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm thật chất lượng đến tay người tiêu dùng. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, Tesla đầu tư những gì hiện đại, mới mẻ, cập nhật xu hướng mới. Hiện nay, công ty đã đầu tư nhà máy hiện đại lớn, quy mô rộng đến 1.000 m2 tại Việt Nam, chuyên chỉ sản xuất các dòng phụ kiện mà không lệ thuộc vào sản phẩm Trung Quốc, cam kết tự phụ trách được công nghệ. Nếu như trước đó, các sản phẩm của Gensai luôn được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng, thì nay, đối với các sản phẩm của Tesla là sự mong chờ và kỳ vọng bởi một thương hiệu Việt. Bên cạnh đó, với đội ngũ ban lãnh đạo, công nhân viên luôn tâm huyết, cống hiến hết mình với công việc, với tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định câu nói, hàng Việt Nam chất lượng cao. Hệ thống điện thoại di động Vietphone đã chọn công ty Tesla là một trong những đối tác hàng đầu của Vietphone và đưa ra cho người tiêu dùng hàng triệu sản phẩm chất lượng với chế độ bảo hành ưu đãi 1:1 trong vòng 12 tháng, đảm bảo những cái sản phẩm phụ kiện đưa ra cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất ở thị trường hiện nay. Với mong muốn thêm khẳng định về con người Việt, trí tuệ Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ viễn thông Tesla Việt Nam sẽ cố gắng phát triển lớn mạnh, không chỉ kinh doanh trong lĩnh vực phụ kiện điện thoại mà còn hướng tới nhiều sản phẩm công nghệ khác. Trong vài năm trở lại đây, Tesla hướng đến khẳng định vị thế trên thị trường. Các sản phẩm của công ty sẽ sớm có mặt trên toàn quốc và trong tương lai là sang các khu vực lân cận. Trước đây tôi đã dùng nhiều sản phẩm bên củ sạc và dây sạc, nhưng sau khi biết đến công ty Tesla thì tôi đã tin dùng, bởi vì dây sạc thì rất là bền, củ sạc thì xài được pin giữ được lâu không bị nóng máy, nên tôi đã tin dùng làm sản phẩm lâu bền của mình. Thời đại công nghệ ngày càng phát triển, Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta lùi bước, mà càng lấy đó làm động lực để vươn xa hơn nữa. Thêm khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường thế giới, đúng với câu, thương hiệu Việt của người Việt.